Chú mèo nói nhiều. Ngày xưa, có một chú mèo mắc bệnh nói nhiều. Gặp ai, miệng chú cũng liến thoáng không ngừng. Mèo mẹ luôn lo lắng về thói quen này của con mình vì nếu cứ ồn ào như vậy thì mèo con không thể tự mình đi kiếm ăn. Một hôm, mẹ khuyên mèo con. Con đừng ồn ào như vậy, phải im lặng thì mới bắt được chuột. Con thấy không? chuột rất thính tai, chỉ cần nghe thấy tiếng động nhỏ là chúng đã chạy trốn rồi. Mèo con tự tin đáp, "Mẹ đừng lo, con sẽ bắt chuột cho mẹ xem." Một buổi sáng đẹp trời, mèo con quyết định thực hiện kế hoạch của mình. Chú đặt một mẩu bánh ngon lành trước cửa hang chuột, rồi nấp bên cạnh đợi chuột ra. Khi bác ngỗng đi qua, mèo con không thể nhịn được, liền liến thoáng. Bác ngỗng ơi, cháu đang bắt chuột đây. Đàn chuột trong hang nghe rõ mồn một những lời nói của mèo con. Chúng cười khúc khích và thì thầm với nhau. Chuột đầu đàn nói. Hôm nay, chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa. Hãy nghỉ ngơi, hát múa cả ngày để không bị mèo bắt. Tiếp đó, khi cô vịt xuất hiện, mèo con lại đon đả chào hỏi. "Cháu chào cô, cháu đang rình chuột đây." Đàn chuột trong hang nghe rõ mồn một những lời nói của mèo con. Chúng cười khúc khích và thì thầm với nhau. Chuột đầu đàn nói: "Hôm nay chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa, hãy nghỉ ngơi, hát múa cả ngày để không bị mèo bắt." rồi khi thấy anh gà trống đi lại trong sân mèo con gọi ầm ĩ anh gà trống ơi nhìn xem em đang bắt chuột nè đàn chuột trong hang nghe rõ mồn một những lời nói của mèo con chúng cười khúc khích và thì thầm với nhau chuột đầu đàn nói hôm nay chúng ta đừng ra ngoài tìm thức ăn nữa hãy nghỉ ngơi hát múa cả ngày để không bị mèo bắt và thế là cả đàn chuột cứ nằm trong hang vừa hát vừa múa suốt cả ngày mèo con rình suốt từ sáng tới chiều cũng chẳng thấy bóng dáng một con chuột nào cuối cùng chú đành vác chiếc bụng đói meo về nhà khi trở về mèo mẹ thấy mèo con mặt mày ủ rũ liền hỏi có chuyện gì vậy con mèo con thở dài mẹ ơi con đã cố gắng hết sức nhưng chỉ vì tính nói nhiều nên con không bắt được con chuột nào cả mèo mẹ mỉm cười nhẹ nhàng vuốt ve con và khuyên bảo con thấy không nếu con muốn bắt được chuột con phải học cách kiên nhẫn và im lặng từ đó mèo con bắt đầu luyện tập cách để giữ im lặng khi đi săn chuột và rồi một ngày kia chú đã bắt được con chuột đầu tiên của mình mèo con vui mừng trở về nhà khoe với mẹ chiến tích của mình mèo mẹ vui vẻ và tự hào nói con của mẹ đã trưởng thành thật rồi